Kính thưa quý đạo hữu, khi Yến làm phận sự đấy, thì thấy một đoàn khách đi đến, chỗ này Yến chia sẻ với quý đạo hữu gọi là bí quyết để mà lấy phúc. Làm gì cũng phải có bí quyết đấy. Thấy một đoàn người, người ta đi lên, chỉ cần hỏi ta câu: bác ơi, bác ở đoàn nào đấy, các bác đi được đông không? Người trả lời: các bác có mệt không? Không bảo: các bác đi lễ chùa đi nhé, vui lắm, ai là đẹp lắm ạ. Người ta có thích không? Thích. Nhớ mình lắm, nhiều kiếp vẫn nhớ mình. Thực ra cái kết duyên ấy với lại chúng sinh không phải cái gì là khó cả, chẳng qua là chỉ để cho chúng sinh hoan hỷ là mình sẽ kết duyên với chúng sinh được. Tại sao Yến lại có thể rất là nhiều đạo hữu yêu quý? Chắc có lẽ là nhiều kiếp Yến cũng đã từng nói những câu khiến cho đạo hữu chúng ta vừa lòng, phải không? Thì bây giờ mới nói ra những câu mà khiến cho quý đạo hữu vừa lòng chứ. Cho nên là thường chúng ta đi, chúng ta gặp người già, người ta khó đi thì hỏi thăm một câu. Khi người ta được hỏi thăm một câu, người ta sẽ thấy người ta nó khỏe lên, phải không? Khỏe lên. Mình ứng xử với người ta một cách nó đáng mến thì người ta sẽ mến Tam Bảo hơn, mến chùa hơn. Yến kể cho quý đạo hữu nghe, hai ngày trước Yến có dẫn một chị lên chùa. Chị bảo chứ sao mà chùa lại sạch thế nhỉ? Chị nghĩ là ở nhà cũng còn khó. Thật là sạch. Thì Yến mới bảo là các Phật tử ở chùa chăm lắm chị ạ. Mọi người biết học Pháp cho nên là mọi người làm rất là chăm chỉ. Chị nói một câu này: cái gì thì cái chứ chắc cũng phải là ông thầy trụ trì. Phải thế nào thì mới được thế này, chắc ông thầy trụ trì. Thế là có tán thán tăng chưa? Tán thán tăng thì phước nó sinh lên ngay cho người ta thôi. Thế thì mình là người đệ tử, mình làm việc đó, mình có công đức trong đó không? Có, là công đức gì? Một là kính lễ chư Phật, hai là xưng tán gì? Như Lai. Cứ bảo công đức ở đâu chứ ở đấy chứ còn ở đâu. Người ta xưng tán được những cái điều đáng tán thán. Xưng tán thầy, thầy dạy mình mới được thế này chứ. Không có thầy mình được thế này đâu. Phải không? Tán thán những điều đáng tán thán, người ta được nhân quả sinh lên cõi trời. Nhân sinh cõi trời, mình có phước không? Mình phải là nhân tố chính chứ còn gì nữa. Phải không? Nhá. Yeah. Cho nên là chúng ta hãy nghĩ đến lợi ích chúng hữu tình, chúng ta sẽ làm được việc mà không thấy mình mệt mỏi, không thấy mình phiền não. Nhưng nếu như ai với cái tâm là trốn người, người gì ra, xong rồi làm gì cũng trốn, thì cái người đấy không bao giờ có được một niềm vui, có quý đạo hữu ạ. Đúng không? Chưa nhìn thấy việc đã nghĩ làm hộ người khác rồi. Không nghĩ rằng cái việc đấy mình sẽ được bao nhiêu là nhiều phước báo, trí tuệ và niềm vui và hạnh phúc cho mình. Không nghĩ cái điều đó thì người đó sẽ không làm được việc. Hôm nay Yến nói cho các quý đạo hữu này. Trong 10 niệm niệm Phật thì có niệm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí. Đấy, các quý đạo hữu nghe rõ chưa? Một người mà chuyên niệm niệm Thí thôi, họ cũng đầy đủ công đức vãng sinh Tây Phương. Tức là luôn luôn làm các cái việc để bố thí, thì bố thí khiến cho người khác hoan hỷ, thì tâm mình có là tâm xả thí chưa? Trong tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ dế xả. Cho nên không có ai là từ bi hỷ vơ vào. Không có. Trên cái pháp bố thí đem lại lợi ích xả tâm rất là lớn. Và bố thí thì có từ bi được không? Bố thí thì sẽ phát triển từ bi, phải không? Nhá, từ bi hỷ, bố thí có được hỷ không? Thế tu được một pháp thí có thành tựu được tứ vô lượng tâm không? Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả nhá. Cho nên là Yến đã thực hành pháp thí, đang thực hành pháp thí và sẽ thực hành pháp thí cho tới ngày thành tựu vô thượng Bồ Đề. Không một lúc nào ngừng nghỉ quán chiếu xem mình bố thí được cái gì. Nếu bố thí được cái gì thì sẽ bố thí bằng hết những cái mà mình sẽ làm lợi ích chúng sinh. Cho nên Yến nói Yến không có lười nhá. Người lười thì không bố thí được, phải không? Người lười thì sẽ tham ăn, tham ngủ,
Đầu óc chỉ nghĩ ra mỗi một cái là lừa việc cho người khác thôi, đúng không? Quanh đi quanh lại nó chỉ phát triển mỗi cái tư duy lừa việc. Có chán không? Thế gọi là chán đời quá, đúng không? Chán cái cuộc đời chỉ có mỗi một cái việc duy nhất là đi lừa việc cho người khác. Còn cái người chăm chỉ, người ta sẽ nghĩ ra nhiều cái để hoàn thành các việc, phải không? Đầu óc người ta sẽ thoáng được. Còn cái anh lười thì chỉ nghĩ ra mỗi cái là biện lý do để lười thôi. Mà cả cuộc đời chỉ nghĩ cái điều đó có buồn không? Có chán không? Còn cái anh chăm ấy là anh sẽ nghĩ được rất là nhiều việc, phải không? Nghĩ hết ra được cái này, cái gì vào tay mình, cái mình đã không lười rồi, đã vào tay mình là mình sẽ nghĩ ra tư duy để mà gì? Mà cái việc đó thành công và xuất sắc. Người như thế mới phát triển được trí, các quý đạo hữu ạ. Người như thế thì mới không chấp trước, mới không tham lam, phải không? Dễ buông bỏ, dễ tu hành và được sự mát mẻ trong tâm, nó làm cho mình được hạnh phúc nhé. Trên người lười thì nhiều đau khổ lắm. Đấy. Quý đạo hữu chúng ta có thực hành xả thí không? Xả thí nha. Tất cả đều là trong công đức xả thí. Người xả thí tâm được hoan hỷ, khiến cho người khác gần mình người ta cảm thấy được an lành. Người có tâm lười biếng thì người đó sẽ đi đến sân giận, và ai ở bên cạnh người đó đều cảm thấy bất an. Đấy là quả báo của việc lười biếng và lợi ích của việc xả thí đấy, các quý đạo hữu ạ. Đúng không? Bây giờ lại hai người ở chung với nhau, một thằng nó cứ lười ì ra, thằng kia có bất an không? Có không? Rất bất an. Cho nên là cứ bảo làm sao mà ai ở gần Đức Phật người đó đều được an ổn, bởi vì Ngài vô lượng kiếp thực hành các pháp thí. Vô lượng kiếp thực hành pháp thí cho nên mới đủ công đức để mà tìm ra được pháp cứu khổ cho chúng sinh, đúng không? Rồi khi tìm ra pháp cứu khổ chúng sinh, Ngài vẫn tiếp tục bố thí tất cả các pháp đó cho chúng ta, phải không? Chứ có ai là tôi chứng đạo vô thượng bồ đề nhờ công đức lười biếng bao giờ chưa? Chưa giờ có. Đã lười biếng thì làm sao mà có duyên là có pháp để thí cho chúng sinh, phải không? Cho nên chúng ta là người phải hiểu được pháp, tư duy pháp, chúng ta sẽ không lười biếng. Chúng ta vượt qua cái lười biếng đi thì chúng ta sẽ thông minh, trí tuệ và nhanh nhẹn. Con người chúng ta nó sẽ thoáng. Còn nếu không, con người nó sẽ bí lắm. Nha, nhá. Hãy chúc các quý đạo hữu chúng ta thành tựu được pháp thí, hồi hướng được công đức lành này về quả vị vô thượng bồ đề.